cảnh báo các bạn không làm theo nhớ chưa, bởi vì rất là nguy hiểm. Bây giờ thì chiếc quạt trần đã màu vàng rồi, mình đã sơn khô rồi, nhưng mà mỗi rồi là mình sơn lên cái bóng, không may nó lại ăn, không may là cái bóng này nó lại ăn mòn cái sơn màu vàng các bạn ạ, nên bố mình lại phải sơn lại thành màu đỏ, à nhầm, thành màu vàng. Kia cái móc, chỗ kia cái móc treo quạt trần. Ok, bố mình đang treo quạt trần lên, nếu mà bây giờ không cẩn thận ấy là thua luôn ấy, là quạt trần rơi cái cả người cũng rơi theo luôn ấy. Lúc đầu ấy mới mua là quạt trần nó nhẹ nhẹ một tí, còn lúc khi để lâu ấy thì nó sẽ nặng nặng lên, nó sẽ tăng cân lên, cho nên nó sẽ càng ngày càng nặng hơn. Đó, bây giờ thì bố mình đang treo quạt trần, không cẩn thận cái là rơi quạt trần là thôi luôn đấy các bạn. Chỗ đó rất là nguy hiểm nhé. Đấy các bạn nhìn móc không? Rất nguy hiểm luôn đấy nha. Trẻ em sẽ không thể nào mà treo được quạt trần, bởi vì quạt trần rất là nặng, nặng ghê gớm, nặng treo ghê gớm luôn. Trẻ em sẽ không bê được quạt trần to mức này. Cái tốt nhất là chỉ đứng ở khoảng tầm này thôi. Quạt trần nhà mình rồi, kẹt luôn. Kẹt cả quạt trần. Trần chứ gì đã kẹt. Mới đây, mấy năm. Đúng rồi. Đúng luôn. Đó. Chưa? Trên kia là nắp treo trên. Ở dưới đây là nắp treo dưới. Rất là đẹp. Đẹp đẽ luôn. Đẹp đẽ luôn. Rất là đẹp. Thôi nha, bây giờ đấy hết rồi nha, tạm biệt nha. Biết các bạn. Rồi nha, tạm biệt các bạn.